chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị trong bản tin kinh tế nổi bật liên tục được cập nhật hàng ngày của truyền hình Doanh Nhân thuộc tạp chí điện tử Doanh Nhân Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, ngày 2 tháng 3 sẽ có các thông tin rất đáng chú ý sau. Thủ tướng yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 ngay trong tuần này. Thị trường ô tô ế ẩm sau Tết. VinFast đang lên kế hoạch mở nhà máy tại Hoa Kỳ. iPhone màn hình gập có thể sẽ ra mắt vào năm 2023. Mở đầu chương trình là thông tin, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế. Thủ tướng yêu cầu khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của khu vực kinh tế tư nhân, tạo động lực niềm tin cho khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn. Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến, làm rõ hơn các kết quả đạt được và rào cản, hạn chế trong phát triển kinh tế tư nhân của giai đoạn 2016-2020, xác định cụ thể các nguyên nhân và trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong phát triển kinh tế tư nhân thời gian vừa qua, nhất là những vấn đề chậm triển khai thực hiện theo yêu cầu đã đặt ra. Dự kiến, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm trình đề án đổi mới toàn diện quản lý nhà nước trong phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20 tháng 3 năm 2021. Một thông tin được nhiều người đón đợi. Sáng nay ngày 2 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ phải nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng dễ lây nhiễm, người nghèo, gia đình chính sách. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chủ trương đầu tư hai dự án tại Nam Định và Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Thuận, tỉnh Nam Định có tổng vốn đầu tư là hơn 1.600 tỷ đồng, quy mô 158,48 ha. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn, Liên Hòa, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 145,27 ha với nguồn vốn hơn 774 tỷ đồng. Chuyển sang thông tin quốc tế, giá thực phẩm thế giới đang tăng cao do các biện pháp chống dịch COVID-19 khiến nhiều nơi không có đủ lao động để thu hoạch mùa màng. Bên cạnh đó là nguyên nhân biến đổi khí hậu. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, chỉ số giá thực phẩm vào tháng 1 năm 2021 là 113,3, tăng 11% so với năm trước và cao nhất trong 6 năm qua. Tương tự, giá các loại hạt cũng tăng 24%, trong khi giá đường tăng 8%, các thực phẩm từ sữa tăng 7%. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 9 năm 2020, việc làm trong ngành nông nghiệp giảm 5,4%. Tình hình dự kiến còn khó khăn khi đến cuối tháng 1 năm 2021 vẫn còn 101 nước hạn chế nhập cảnh. Trong khi đó, nhu cầu lương thực tăng cao trên toàn cầu cũng gây sức ép về lạm phát giá lương thực. Tỷ lệ lạm phát tăng tại 62 nước vào tháng 6 năm 2020. Kinh tế thế giới đầu năm 2021 bắt đầu có những bước phục hồi. Tuy nhiên, việc tăng giá thực phẩm có thể ảnh hưởng đến tiêu dùng, cản đà hồi phục kinh tế. Còn tại thị trường trong nước, Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, trong tháng 1 năm 2021, số lượng rau quả từ Việt Nam xuất sang Thái Lan cao gấp 2,2 lần. Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 1 năm 2021 của Việt Nam ước đạt 260 triệu USD, giảm 7,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, Trung Quốc tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả với giá trị khoảng 147 triệu USD, chiếm 56,5% thị phần. Tiếp theo là Hoa Kỳ với 16,3 triệu USD, Nhật Bản là 10,5 triệu USD. Đáng chú ý, thị trường Thái Lan liên tục gia tăng giá trị nhập khẩu rau quả từ Việt Nam. Cụ thể, trong tháng 1 năm 2021, Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan khoảng 7,2 triệu USD rau quả. Trong khi đó, giá trị rau quả từ Việt Nam xuất sang nước này lên tới 16,2 triệu USD, tăng 95% so với tháng 12 năm 2020, với mặt hàng chủ lực là thanh long ruột đỏ và ruột trắng, xoài, nhãn, vải. Trước đó, trong tháng 12 năm 2020, giá trị nhập khẩu rau quả của hai nước xấp xỉ nhau. Tiếp nối là thông tin, tháng 2 năm 2021, dù chưa có số liệu chính thức, nhưng giới kinh doanh ô tô cho biết tình hình vẫn còn ảm đạm hơn tháng 1 do người dân nghỉ Tết và dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp.
Báo cáo mới nhất từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam cho thấy, sức tiêu thụ ô tô trong nước tháng 1 năm 2021 đạt 26.432 chiếc, giảm đến 45% so với tháng 12 năm 2020. Theo ghi nhận của Truyền hình Doanh nhân Việt Nam, hầu hết các showroom, đại lý ô tô đã mở cửa nhưng rất vắng khách. Nhiều đại lý không dám nhập thêm xe về mà chỉ tập trung bán hàng tồn. Thậm chí, một số đại lý vẫn tồn tại là nhờ vào dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa. Để hút khách, một số đại lý chủ động khôi phục chính sách giảm 50% phí trước bạ hoặc tặng luôn 100% phí cho khách mua xe, chứ không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước như năm ngoái. Thưa quý vị, trong tháng 2 năm 2021, lượt khách quốc tế đến Việt Nam chỉ đạt 11.000 lượt, chủ yếu là chuyên gia, lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc tại các dự án và người nhập cảnh vận chuyển hàng hóa tại các cửa khẩu đường bộ. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, chỉ có 28.700 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, giảm 99,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện mảng lữ hành quốc tế vẫn đóng băng, các doanh nghiệp chuyên đều tìm cách chuyển hướng dịch vụ sang khai thác thị trường nội địa hoặc các dịch vụ tư vấn du học, dịch vụ làm visa. Lộ trình phục hồi của du lịch quốc tế phụ thuộc vào vaccine phòng COVID-19 và mức độ sẵn sàng mở cửa của các điểm đến. Dự kiến, đến quý 1 năm 2022, du lịch quốc tế có thể bắt đầu mở cửa, kết nối trở lại. Nối tiếp với thông tin, kỳ vọng đổi đời từ sân bay là cụm từ đang rất nóng hiện nay, khi nhiều tỉnh liên tiếp đề xuất bổ sung sân bay mới. Bắc Giang là địa phương mới nhất gia nhập danh sách muốn sở hữu một cảng hàng không. Theo đó, tỉnh này mong muốn sân bay kép sẽ được chuyển đổi từ sân bay quân sự trở thành sân bay lưỡng dụng, sử dụng cho cả mục đích dân sự. Tỉnh Hà Giang muốn quy hoạch sân bay Hà Giang có diện tích khoảng 388 ha, phần dùng cho mục đích quân sự là 70 ha. Chúng ta có thể chia sẻ với các địa phương về nhu cầu có sân bay trên địa bàn. Tuy nhiên, việc bao giờ triển khai cần tính toán rất kỹ. Ngoài việc cần một lượng kinh phí và diện tích đất rất lớn, cuộc sống của hàng chục ngàn hộ dân vùng dự án sẽ chịu tác động không nhỏ. Trong khi đó, trước tình hình Quảng Ninh đã khống chế được hoàn toàn dịch COVID-19, cảng hàng không Vân Đồn sẽ khai thác trở lại kể từ ngày 3 tháng 3. Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên khôi phục đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Vân Đồn, Quảng Ninh với tần suất ban đầu là 1 tuần 1 chuyến, tăng lên 3 chuyến 1 tuần kể từ ngày 18 tháng 3 năm 2021. Cũng liên quan đến vấn đề du lịch, mở cửa đường bay quốc tế được xem là mục tiêu sống còn của nhiều nền kinh tế. Thế nhưng, hiện nay trở ngại lớn là làm thế nào khách quốc tế không bị áp dụng các thủ tục cách ly nhiều ngày. Ứng dụng IATA Travel Pass quản lý hồ sơ xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19 của hành khách sẽ đáp ứng một phần nhu cầu đó. Đây là ứng dụng miễn phí nhằm quản lý hồ sơ xét nghiệm và tiêm vaccine COVID-19 của hành khách có thể được tải về điện thoại. Từ đó, người ta có thể dễ dàng kiểm tra xem hành khách đó có đủ điều kiện về xét nghiệm và vaccine để nhập cảnh mà không cần bị cách ly hay không. Dự kiến, cuối tháng 3 năm 2021, ứng dụng miễn phí IATA Travel Pass sẽ được phát hành. Ứng dụng này được cho là sẽ giải quyết được 3 điểm yếu của các giấy chứng nhận sức khỏe liên quan đến dịch COVID-19 như không bị làm giả, sử dụng đơn giản và bớt lo lắng về lộ hồ sơ cá nhân. Tiếp nối là thông tin, Bloomberg đưa tin VinFast đang lên kế hoạch mở nhà máy ở Hoa Kỳ sau khi thành lập văn phòng nghiên cứu với 50 thành viên tại San Francisco để chuẩn bị cho việc bán ô tô ở California vào năm 2022. Bloomberg dẫn lời Giám đốc điều hành Lê Thanh Hải cho biết công ty có kế hoạch thành lập một nhà máy sản xuất ô tô tại Hoa Kỳ, song từ chối cung cấp thông tin chi tiết về thời gian hoặc địa điểm có thể đặt nhà máy. Đồng thời, công ty cũng đang lên kế hoạch bán hàng tại thị trường Canada và châu Âu vào năm tới. VinFast cũng sản xuất xe máy điện và xe buýt điện, đồng thời có kế hoạch mở 35 phòng trưng bày và trung tâm dịch vụ ở California trong năm nay. Các cơ quan quản lý của California đã cấp cho VinFast giấy phép thử nghiệm xe tự hành trên đường phố công cộng. Công ty đặt mục tiêu cung cấp những chiếc xe điện đầu tiên cho khách hàng Hoa Kỳ vào năm tới. Năm 2020, VinFast bán được khoảng 30.000 xe và dự báo con số này vào năm 2021 sẽ đạt 45.000 chiếc. Công ty sẽ triển khai việc giao xe điện cho khách hàng nội địa vào tháng 12 năm 2021. Quý vị nghĩ sao về chiếc iPhone màn hình gập? Hiện có nhiều tin đồn về việc Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone này. Hôm nay, chuyên gia phân tích công nghệ hàng đầu Ming-Chi Kuo đưa ra những nhận định của riêng mình. Theo ông Kuo, iPhone màn hình gập có thể sẽ được ra mắt vào năm 2023 với kích thước màn hình 7,5 đến 8 inch. Theo đánh giá, iPhone màn hình gập sẽ có kích thước tương đương với iPad mini. Do đó, Apple có thể sẽ tiếp cận phân khúc mới mẻ này theo cách mà Samsung đã làm với Galaxy Fold. Đó là một chiếc smartphone có kích thước thông thường và mở rộng ra theo chiều ngang, thay vì thiết kế gập theo chiều dọc như Motorola Rush.
Thưa quý vị, Apple không thường xuyên dẫn đầu những xu hướng công nghệ mới, nhưng lại làm tốt hơn những người đi trước và khiến cả ngành công nghiệp smartphone học tập theo. Vì vậy mà một chiếc iPhone màn hình gập là thứ rất đáng được chờ đợi. Phần cuối chương trình là những thông tin thị trường nổi bật. Sau khi giảm khoảng 100.000 đồng một lượng vào chiều ngày 1 tháng 3, giá vàng trong nước sáng nay ngày 2 tháng 3 tiếp tục giảm thêm khoảng 250.000 đồng một lượng. Sáng nay, vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 55,65 đến 56,00 triệu đồng một lượng, giảm 250.000 đồng một lượng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng bạc đá quý Phú Nhuận sáng nay cũng giảm 200.000 đồng một lượng, xuống còn 55,5 đến 56,0 triệu đồng một lượng. Tập đoàn Doji cũng giảm 250.000 đồng một lượng, xuống mức 55,6 đến 56,0 triệu đồng một lượng. Sáng nay, giá vàng thế giới ở mức 1.713 USD trên 1 ounce, tương đương với 47,7 triệu đồng một lượng, chưa bao gồm thuế, phí. Phiên giao dịch sáng nay diễn ra tương đối giằng co trong bối cảnh VN Index đang tiếp cận đỉnh lịch sử 1.200 điểm. Một số cổ phiếu lớn như FPT, MSN, VIC, VNM, HVN, PNG, VHM hiện đang giảm điểm, qua đó kìm hãm đà bứt phá của thị trường. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index giảm 3,96 điểm, tương đương với 0,33% xuống 1.182,21 điểm. HNX Index giảm 0,48% xuống 251,17 điểm và chỉ có Upcom Index tăng 0,16% lên 77,27 điểm. Quý vị vừa theo dõi bản tin kinh tế nổi bật ngày 2 tháng 3 của Truyền hình Doanh nhân thuộc tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam. Chương trình được phát sóng thường xuyên vào lúc 20 giờ trên các nền tảng website, Facebook, YouTube. Mời quý vị đón xem.